Vui gì mà vui lộ diện rồi nha. Tôi sợ ông đó nha. Thôi còn gì vậy? Lộ diện gì? Ông hành tinh nào quá vì thế giới này sự. Ông hành tinh nào quá vì thế giới này sự. Nghĩ sao mà ông đoán tên như vậy? Tôi là Frozen, Elsa, Lisa, không mời gì nữa. Đan Trường. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion. Anh chỉ muốn hỏi em một lời cuối, tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời. Ok chưa? Để chỉ cắt chưa trên môi mà. Ok chưa? Ok chưa? Ok. Nhưng mà anh nghĩ cái giọng của anh ở trong đây nó nhỏ quá. Anh giọng sao như giọng sao như nhỏ này? Nhỏ. Đi đi. Hát tiếp đi, hát tiếp đi. Nâng tiếng ca cho nghe lên anh rồi. Càng sáng càng tốt nha chị ơi. Con trao lời xấu nhưng không ta hoa. Ok chưa anh? Rồi set ra đi, quay lại, quay lại. Một câu trao nhau cứ đắm đuối cứ thế hát bài hát cho xa. Tôi sẽ đợi em vào trong giấc mơ. Mùa thu khóc cơn em về xa vòng tay vội vã. Lời em nói ngày xưa đâu đây và nằm thầm chìm vào trong mây đến bao giờ dặn lòng em không mong nhớ. Mười thu rơi vào em vào trong giấc mơ hôm qua. Mùa thu ôm mình em vì anh giờ đây còn với. Ngày mai kia đều có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì. Hay ta chỉ lặng lẽ đi qua. Ok, ok rồi đúng. Ôi đừng có bay về cửa đông nghe. Bay về cửa đông nghe. Không hiểu sao đánh nhạc hay
cái tâm hồn mà nó hồi hộp như vậy được. Tâm hồn như vậy phải đánh nhạc như vậy. Rồi, bao nhiêu là đi kiếm. Cho một cái tên. Thế là ok. Đi cầm cái này thì nó tiện không? Cầm ok. Cái bài đó nên là bài ngửa. Bài vẽ nên là ngửa. Bài ngửa, bài hát ngửa mà. Bài ngửa hai chữ. À, bài ngửa. Trời ơi, nếu là bài hát tên là ngửa. Nó nói là anh ơi bài ngửa. Thì mình nghe vô, ừ, chắc là bài hát ngửa. Chứ phải là tên của bài hát là bài ngửa nha anh. À, dán bài lực ngửa đúng không? Đó. Nếu mà thật ra là đón hết những người mà dừng chân là đón đúng hết rồi, không ai không? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đón tiếp một tên nữa. Anh đón đâu là chúng đó hả? Từ đầu đến giờ luôn, chưa chật. Dòng này thì tôi sẽ đồ diện đó chính là Bùi. Ui, lộ diện rồi nha. Tôi sợ ông đó nha. Thôi còn gì vậy? Lộ diện gì? Ông hành tinh nào quá vượt thế giới này, thật sự. Ông hành tinh nào quá vượt thế giới này, thật sự. Nghĩ sao mà ông đoán tên như vậy? Tôi là Frozen, Elsa, Lisa, không mời gì nữa. Đan Trường. Hình như bằng tuổi anh mà đúng không? Đúng rồi, cô bị 88. Cũng là tuổi con rồng. Thì đó rồng cũng phân làm nhiều loại rồng. Có trâu, có bướm rồi, có mèo rồi mà sao da bạc thỏ của anh chưa có xuất hiện. Ngày xưa tôi nghe Phong Phanh là có một cái nhân vật chọn nhân vật thỏ của tôi. Đúng không? Có một người chọn thỏ, hai người, ba người chọn nhân vật thỏ luôn. Nhà thiết kế thông báo. Cô mà trong năm thông báo tôi biết là con thỏ anh hot lắm, nhiều người chọn nữa. Nhưng tôi nói là không. Tôi đã chuẩn bị sẵn 17 bộ con thỏ rồi. Không phải là trước con thỏ tôi được. Thỏ gì mà có người ta chờ nên nhớ cái đó rồi anh ra một lần tiên thỏ đó. Thì đó, biết đâu chừng mùa sau tôi hát đâu mọi người. Mùa sau tôi mà hát đố ai loại được tôi. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.